Hello tất cả các bạn đã trở lại với channel của Lê Đức Hưng. Vâng, và tôi là Hưng. Hưng Bạch Kim 1, Hưng Kim Cương 1. Các bạn có thể gọi tôi bằng mọi cái tên: Hưng Ốc Chó, Hưng Mitchy, hoặc là Hưng Suốt Không Bao Giờ Trúng. Thì vâng, cái clip này tôi đã nhập vai một con tướng gọi là Suốt Không Bao Giờ Trúng. Các bạn coi các bạn mới hiểu được là cái chiêu hai của tôi đế không bao giờ trúng các bạn à. Tôi cho hay cho điểm nào mà lên là cao thủ. Tôi lên cao thủ á, bởi vì rút không hay nhưng cơ vợ tốt đó. Các bạn có thể biết rằng một điều như thế này, khi mình chơi dở đó, mình biết dùng kiếm, mình đã biết cover là mình sẽ thắng, còn mình chơi dở rồi mà mình không biết cover cho team mình thì mình sẽ thua rất là thảm khốc. Và các bạn có thể giữ ganh với kim cương bạch kim đó, một chút nữa nè, đậu xanh cho nó hiền dữ như bay. Các bạn thấy con Violet không, rẽ nó như con đó mà nó bọn binh lính rồi mít chết rồi. Này thì đảo ganh ngu nè, một chút em lên thiên đàng, em gì hồ nước em tắm xong đó. Thì như các bạn có thấy rằng con mít nó đảo ganh ngu, cái việc mà đi ganh ngu như vậy chết rất đáng thiệt. Không có nào mà đi ganh mà đi đường đó hết á, nó phải dòng mấy cái hang rồng, hang kinh công nè, hang rồng nè. Và nếu mà dòng hang rồng ăn gặp mình mà suýt không lỗ đầu, mình nói thiệt, dòng sao mà dòng tầm bậy là ăn suýt của mình liền đó. Mà đánh rất là chắc, nhưng mà nói rất là kỹ. Nếu mà đi ganh á, mình thường đứng ăn cho bụi như này nè, bạn thấy không đó, thằng nào mà đi ganh nó lú ra đá nó liền, hoặc gần nó xuống nó cao mình sẽ đá gần liền, anh em mình nó sẽ không bị sao. Còn nếu mà đi nó bị sao á, thì cái lý do đó là vì cái solo kill nó chết đó. Giờ nè, xuất con bò này nè, rồi xong rồi chết rồi ngu người. Ôi anh ti gì, trời ơi, không sao các bạn ơi, game này tôi lo được đó. Cái phe đó là phe hắc não từ vị trí của gần mình. Các bạn biết tại sao không? Nè, cái con quần què đó này nó có cái chiêu lướt, thằng gần mình nó nghĩ rằng nó sẽ lướt gì, nên sẽ ulti vô đó, rồi một mạng cho tôi. Cái gì cho nói trình độ KS á, phải nó đỉnh cao của Việt Nam. Nó nói AD phải nói một câu thế này, server quét có tâm. Rồi nè, gần chết nè. Đó, gần chết. Tại sao không cứu gần được? Tại sao không cứu? Vì nếu mà tôi vào đó tôi đi luôn. Cái con lợn này nó bị khùng sao, nó đuổi với bay. Sao mày? Sao? Chơi không? Ừ. Ủa con này nó thẻ cái đó ghê đi, tôi sợ lại tôi chơi luôn các bạn. Rồi chơi luôn. Chết không cứu cái gì, ồ chết luôn. Thì nói thiệt các bạn luôn là cái phe đó, nếu mà tôi cứu bạn á, tôi cứu bằng cái gì? Tôi cứu bằng niềm tin hả? Cái lượng máu tôi không cho phép tôi cứu bạn. Tôi sẽ cover cho bạn khi nào máu tôi nhiều. Còn tôi là một thằng server chân chính, không thể nào mà tôi đỡ cho nhìn bạn. Nếu như mà tôi hy sinh chung với bạn á, thì ai sẽ là người trả thù? Đó, cái việc mà tôi chạy như vậy á, là để tôi đang giúp bạn đó. Thằng chi quan xích cây cứu nó kêu rằng: ô thằng ghê ông nội, mày vô quýnh nó luôn đi, tôi đơm mày luôn. Nó sẽ nói như vậy. Tôi biết, tôi đọc được suy nghĩ của nó, nên cái việc các bạn như vậy không có đúng. Nè, chơi. Các bạn đấy không ghê, rồi nấp bụi thôi. Mình đấy em đầu nó. Nè, xuất cái đầu to nó như thế này nè. Đó, còn ai đây làm gì, ai đây làm. Cái việc của mình làm á, mình là một thằng trợ thủ, không phải là một thằng gọi là một thằng tăng. Đó, mình không có em đứng được. Đó, rồi ngu nè. Nè, giờ sao. Đó, cái việc màn sờ bờ chắc nó chửi chắc tôi luôn. Chuyện con nó chắc nó chửi nè. Đó, chắc chửi tôi nè. Ô, sờ bờ này nó hiền à. Nấp bụi. Đá cái gì mà không mất cái máu nào vậy bay. Đó, các bạn đừng có nghĩ đá không mất máu là bạn lên đồ phép nha. Các bạn đi sờ bờ á, FB á, bắt buộc các bạn phải lên đồ thủ, lên được cái đồ hỗ trợ đó, để mà AD không thọt nha. Có nhiều bạn đi hỗ trợ mà không có lên cái đồ hỗ trợ, cái đồ phụ trợ đó phải lên nha. Đó, cái phe này đứng mà nhìn đi. Đó, khi bạn hết máu bạn nhào cho bạn chết liền, nói thiệt. Chiêu thì trẻ có, mình đứng đó mình làm cái gì, mình chỉ riêng nó thôi. Đó, các bạn đứng đó mà nhìn thôi, biến gì luôn. Tôi nói thiệt. Bây giờ các bạn nhìn đi, chiêu 1, chiêu 2 mình trẻ còn. Mình bay ghe, mình quýnh với nó là mình cũng chả làm được cái gì hết á. Thay vì mình hy sinh vô nghĩa, thì mình biến gì một cách thật là một cách gọi thần thánh. Thì mình sẽ kêu rằng: ô, nè, các bạn coi nè. Rồi, nhà chết ở đây mình nè, chết đẹp chắc ở đây mình nè. Hay rồi,
cay lắm rồi đó, thiệt. Tôi mà thằng Agent K nó chửi liền, kêu mé mày ra rồi ra, giết tao đi. Sao như vậy, cho tao đơm chết thằng AD đi mà giết tao cũng được. Sao mà nỡ lòng nào mà đơm tao vậy, ghê ơi. Ê, cay lắm, cay. Cái việc mà tao đi mid á, tôi đảo với tôi anh boss rất là nhiều lần. Mẹ các bạn nghĩ đi, đi mid đi anh nhiều rồi. Tôi đi sober nữa, các bạn nghĩ tôi anh cỡ nào, tôi đẩy cỡ nào. Đó, nên các bạn đừng có bắt trước nha. Chứ con ra là đi server được đó, nhưng mà mình đừng đem đi server các bạn ơi. Nó bị đơn giản là cái con tướng này nó không có tăng được, không chống chịu được, mà AD còn chống chịu. Bạn bích cái con này nè, các bạn đi server là đồng nghĩa với việc rằng các bạn đang đưa qua đây vào thế khó. Nó nữa các bạn đi server nhưng nó lâu đi lần thôi, nó được đi nhiều quá. Bởi vì chất tướng của con ra này là nó mỏng manh. Nó, tôi bỏ bản tăng cho nó đó, cái bản tăng nó cộng 1.500-2.000 máu gì đó, nên nó mới trâu bò. Nên là tôi bỏ đồ, tôi đem đồ phù trợ nữa. Nó, tôi là một thằng server chân chính. Các bạn đi hỗ trợ nhớ nha, lên hơn chương hải thần hoặc là một cái món đồ nào đó để AD mình nó không bị thọt. Các bạn cần đọc kỹ nội tại của đồ, tránh trường hợp có nhiều bạn đi hỗ trợ mà chạy lên cái đó. Các bạn bảo rằng tao đi top mà thằng kia nó bích của tao, tao bắt buộc nhưng tao không muốn đi server đâu, tao chỉ bị ép thôi. Là xuất nó ghê nè, AD mất tiêu rồi. Ồ đẩy ngu rồi, AD không có rồi. Thôi tớ cho nó chạy đi. Các bạn cần lưu ý nha. Đó, cái pha này mình này thì Violet. Xuân này xuân Violet không gì. Thì đó, server cũng phải giết được AD, cũng đơn được AD đó. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn ăn được á, các bạn quýnh cái con này nè, các bạn cần lưu ý với mình một điều rằng là bạn đừng ăn mẹ nhiều. Các bạn chỉ đi cover cho AD thôi, chứ ăn mẹ nhiều mẹ AD không ăn được thì nó, bạn không ăn được gì đâu, bạn lên đồ tăng mà. Các bạn lấy con ghe, các bạn đi hỗ trợ á, đừng ăn mẹ nhiều. Các bạn chỉ nên cover cho team ăn thôi. Đó, cái combo của con ghe này rất nhiều loại combo. Và cái combo mình hay chơi nhất á, nó là tốc biến chiêu 1 về ulti. Còn tốc biến chiêu 2 thì nó hơi thừa thải. Thật, mình nói thôi nó thật. Bởi vì sao? Chiêu 2 á, các bạn đá gì sau, các bạn tốc biến lên trước thì nó sẽ đá ra trước. Nhưng cái chiêu 2 này gọi là không có một cái gì gọi là đột phá hết. Cái việc làm vậy cho đẹp mắt thôi, chứ không có quan trọng các bạn ạ. À, thiệt, cái việc mà tốc biến được chiêu 2 là sau đá ra trước á, server này nó cay mình lắm rồi đó anh em à. Nó cay lắm rồi đó, nó thiệt. Vô chủ nói chuyện. Đó anh bắt được em nha, em đó anh bắt được em luôn đó. Các bạn sẽ gây khó chịu với team bên kia. Thì thằng nào mà gặp tôi á, nó bị đẩy như vậy nó rất là tức, tức lắm các bạn. Mình hiểu cảm giác đó mà. Bởi vì sao? Mình từng bị con ghe đẩy rất là nhiều lần. Đó, đâm ghe một chuyện gần mình biết. Mình biết luôn. Là thằng nào bị đẩy vào trụ nó cũng tức lắm. Nó cảm giác đứng nhìn nó bị trụ bắn bật. Trời ơi, nó cay nó này. Nó cay đến từng cm vuông. Nói con ghe này các bạn không nên đẩy lính đâu nha. Thiệt, tụi nó đi chung. Nhưng mà con ghe này dọn lính cũng rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì chiều nó chả tốn mana. Đó, nó đi vòng nó dọn lính cũng được. Nói chung là mình là một cỗ máy di động. Đó, mình sẽ làm mọi thứ mình thích. Mình là hỗ trợ mà. Hỗ trợ phải là con đam mít đâu. Mình thích đâu mình đi, mình làm gì mình làm. Nhưng nhưng mà AD rất là khổ. AD là điên mình. Đó, mình chỉ cover AD từ xe thôi, chứ mình không có vô mình tăng được. Nó khổ cho AD. Nhưng không sao, mình có gừng tăng. Như là tớ cũng hơi châu một xíu. Còn dù cách này quá là bường, quá là kinh. Nên mình chỉ đứng sau cũng được, không sao. Đó, mới nói xong dù cách chết luôn rồi. Đây, hai mạng của tôi đây. Ông nội kia ăn luôn rồi. Ôi, chiêu 2 nó vô tới mồm rồi. Miệng, cháo nó vô tới mồm rồi. Cháo vô tới mồm rồi đó, mày còn bị cướp đó. Chén cơm vô tới miệng rồi. Chỉ còn suốt nữa thôi. Vậy mà, thử mồm chụp cho banh là tuốt. Rồi, AD chết. Em thấy tôi nói ghê không? Tôi nói AD chết là AD chết.
nhìn cái mức máu đó mà đứng ông chủ tăng trụ luôn à, khiếp thiệt đó. Bây giờ nè, con ghe này có hai thế, một là thế công, hai là thế thủ. Thế công là có thế gọi là combo náo lộn luôn đó, còn thế thủ gọi là có thế quạt xuất vô đó, thế gọi là thế thủ nè. Như con Murat gì đó, Murat thế công của nó là mạnh, thế thủ là yếu, còn con này công thủ như nhau thiệt. Thế tôi thấy thế thủ nó còn mạnh hơn thế công đó các bạn. Thế thủ thì nó còn ngon hơn thế công. Bậy nha, rồi nha, xong mấy ông rồi nha. Đi vô đây. Rồi. Quá đẹp luôn, đi thuyền nó băng quá đẹp luôn các bạn ơi. Rồi em tùy vô, đi thuyền nóng băng. Rừng nhảy công ty nữa là team kia đã chỉ có nát. Rồi, thắng luôn rồi. Đó, đây là con ghe server nè. Các bạn không biết, đâu phải các bạn nhìn thấy như vậy, các bạn nghĩ, các bạn thấy con ghe nó trải qua cái tác dụng nhiều. Nhưng team bên kia rất là ức chế. Bởi vì sao? Vì tôi là thằng mà gây ra cái lượng vết thương không cao, nhưng mà gây ra một cái lượng hiệu ứng rất là khó chịu. Nếu như không có tôi thì team của tôi làm gì mà dính chùm được ba thằng mà nó đóng băng. Nó thôi win của mẹ nó rồi. Liu, bye bye. Thì bạn nào đang xem like, bạn nào đang xem cái clip này nè, thì đừng quên để lại một like rồi ký kênh nha. Chúc bạn ngày mới tốt lành. Tôi là 10 sao rồi đó. Game là dễ, cái gì khó khăn hết. Đó, 10 sao. Trứng.